Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Yêu Bóng Đá. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự khi là nơi truyền tải đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, chính xác và nhanh nhất mỗi ngày. Rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin bóng đá nóng bỏng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Messi tuyên bố bất ngờ về sự nghiệp, định rõ thời điểm giải nghệ, người hâm mộ xúc động nghẹn ngào. Mới gần đây, theo như thông tin mới nhất từ một cuộc phỏng vấn Postcard tại Big Time, Messi chính thức tuyên bố nói rằng tuổi tác sẽ không ảnh hưởng đến quyết định giải nghệ của anh. Anh sẽ thi đấu cho đến khi cảm thấy không thể giúp gì cho đội của mình nữa. Messi, 36 tuổi, vẫn đang chơi rất ấn tượng trong màu áo của Miami cùng đội tuyển Argentina. Thế nhưng thời gian gần đây, ngôi sao này lại có dấu hiệu quá tải khi liên tục gặp phải chấn thương. Trước mắt, Messi vẫn chưa xác định được thời điểm giải nghệ và hợp đồng của anh với Miami sẽ kéo dài đến tháng 12 năm 2025. Siêu sao người Argentina vừa có cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với kênh truyền hình NBC. Messi cho biết, khi mà tôi nhận ra rằng mình không thể thi đấu được nữa, không thể giúp đỡ các đồng đội, không thể chơi bóng với niềm vui, đó là lúc tôi sẽ dừng lại. Tôi luôn tự kiểm điểm bản thân, tôi biết là khi nào mình tốt, khi nào mình xấu, khi nào tôi chơi tốt, khi nào tôi đá dở. Và khi tôi cảm thấy đã đến lúc phải ngừng lại, tôi sẽ ngay lập tức dừng lại và không cần suy nghĩ hoặc đắn đo về tuổi tác. Nếu như cảm thấy ổn, tôi sẽ luôn cố gắng tiếp tục để thi đấu, vì đó là điều mà tôi thích và là điều mà tôi biết làm. Messi dự kiến sẽ dẫn dắt đội tuyển Argentina thi đấu tại Copa America vào mùa hè năm nay. Anh đặt mục tiêu sẽ cùng Argentina bảo vệ thành công chức vô địch, nếu không anh có thể giã từ đội tuyển sau giải đấu này. Anh nói, nếu như mọi chuyện không diễn ra như ở World Cup 2022 tại Qatar, tôi có thể sẽ rời đội tuyển quốc gia. Có thể nói là tới thời điểm này, Messi đã đạt đỉnh cao của sự nghiệp và cuộc đời. Khi anh giành được mọi vinh quang, Messi cảm thấy rất may mắn vì điều đó. Ở cấp độ thể thao, tôi thật sự may mắn khi có thể đạt được mọi thứ trong sự nghiệp, đã được ước mơ của mình và thật sự là tôi không thể đòi hỏi thêm nhiều hơn. Tôi đang cố gắng tận hưởng mọi thứ mà Chúa đã ban cho tôi cho đến nay. Đó là rất nhiều. Messi cũng cho biết anh chưa quyết định sẽ làm gì sau khi ngừng chơi bóng. Anh nói, sự thật là tôi vẫn chưa nghĩ tới điều đó. Hôm nay tôi cố gắng tận hưởng từng ngày, từng khoảnh khắc mà không nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra sau đó. Tôi vẫn chưa có điều gì là rõ ràng cả, hy vọng có thể tiếp tục thi đấu thêm một thời gian nữa. Đó là điều mà tôi thích, khi thời cơ đến, chắc chắn tôi sẽ tìm ra được điều mà mình thỏa mãn. Siêu sao Lionel Messi thừa nhận bản thân không còn mục tiêu lớn để phấn đấu dù chưa muốn giải nghệ. Về mặt thể thao, tôi thật sự may mắn khi có thể đạt được mọi ước mơ, sự thật là tôi không thể đòi hỏi thêm. Messi trả lời cho Postcard Big Time hôm 27 tháng 3, khi bàn về khả năng kết thúc sự nghiệp. Khi mà thời điểm giải nghệ đến, chắc chắn tôi sẽ tìm cách làm những gì khiến tôi hài lòng, thích thú và một vai trò mới. Tiền đạo người Argentina khẳng định chưa nghĩ đến chuyện treo giày. Dù là sẽ tròn 37 tuổi vào ngày 24 tháng 6, ai cho biết bản thân vẫn đang tận hưởng từng ngày, từ khoảnh khắc và không nghĩ đến tương lai. Messi đã giành mọi danh hiệu có thể trong bóng đá đỉnh cao cấp câu lạc bộ, trong đó có 4 Champions League, 10 La Liga, 2 League One và 2 lần ăn ba. Ở cấp đội tuyển, anh đã vô địch World Cup 2022, Copa America 2021, Siêu Cúp Liên Lục Địa 2022, World Cup U20 2005, Huy chương vàng Olympic 2008. Messi hiện đang giữ kỷ lục, giành 44 danh hiệu tập thể. Xét về mặt cá nhân, anh đang giữ kỷ lục giành 8 quả bóng vàng, 6 giày vàng châu Âu và 2 quả bóng vàng World Cup. Anh là cầu thủ duy nhất giành quả bóng vàng qua 3 thập niên khác nhau và giành 4 quả bóng vàng liên tiếp. Messi khẳng định, anh biết khi nào là ổn, khi nào tệ. Khi nào chơi tốt và khi nào chơi không tốt. Khi cảm thấy cần phải giải nghệ, anh sẽ làm điều đó mà không quan tâm đến tuổi tác. Tuy nhiên hiện tại thì anh vẫn muốn thi đấu thêm, vì đó là điều anh thích và biết cách làm tốt. Khi cảm thấy mình không có sẵn sàng để thi đấu nữa, không còn tận hưởng bản thân hay giúp đỡ đồng đội nữa, tôi sẽ dừng lại. Messi nói thêm. Năm 2023, sau khi thời đỉnh cao tại châu Âu, Messi chuyển sang Mỹ chơi cho Miami. Sau khi giúp đội bóng mới giành League Cup ngay mùa đầu tiên, anh đang hướng đến MLS, CONCACAF Champions Cup và Cúp Quốc gia Mỹ mùa này. Do chấn thương, Messi không tham gia hai trận giao hữu Argentina thắng El Salvador 3-0 và Costa Rica 3-1. Tuy nhiên anh vẫn có thể bình phục để dự Copa America vào tháng 6. Messi tiếp tục lại khiến giải MLS tiếp tục phá kỷ lục. Câu lạc bộ New England Revolution, đội bóng cũ của cựu cầu thủ người Mỹ gốc Việt Lý Nguyễn mới đây vừa có một thông báo nóng. Câu lạc bộ này đã bán hơn 60.000 vé cho trận đấu gặp Miami của danh thủ Messi vào ngày 28 tháng 4 tới trên sân Gillette tại giải MLS. Nhu cầu mua vé xem trận New England Revolution gặp Miami tăng vọt vì sự chờ đón Messi đến sân Gillette, từ Daily Mail của nước Anh cho biết.
Với hơn 60.000 vé đã được bán, câu lạc bộ New England Leverkusen cũng cho biết họ chỉ còn chưa đến 5.000 vé cho trận đấu này để tiếp tục bán trong thời gian tới, nhưng chắc chắn sẽ sớm cháy vé do sức mua quá lớn. Do Inter Miami có Messi cùng với những danh hiệu hàng đầu khác như là Busquets, Alba và Suarez nên đã tạo sức hút lớn đến người hâm mộ nước Mỹ, buộc câu lạc bộ New England Revolution phải sử dụng toàn bộ sân Gillette ở Fulbright có sức chứa tối đa lên đến 64.000 chỗ ngồi mới đáp ứng đủ. Trước đây, đội bóng này thường xuyên chỉ sử dụng một phần sức chứa sân đấu này, khoảng 20.000 chỗ ngồi cho các trận đấu bóng đá. Với khả năng sẽ bán hết số vé còn lại, câu lạc bộ New England Revolution lập kỷ lục mới về số người xem một trận đấu của đội bóng lên đến khoảng 64.000 người, vượt qua kỷ lục 61.000 người trước đó khi họ thi đấu trận chung kết MLS Cup 2002 gặp LA Galaxy thua 0-1. Số khán giả kỷ lục tại trận New England Revolution gặp Miami sắp tới nhờ hiệu ứng của Messi cũng sẽ vượt qua mức trung bình 63.000 khán giả ở một trận đấu của đội bóng nhà nghề bóng đá kiểu Mỹ là New England Patriots thi đấu ở giải NFL, cả hai đội cùng thi đấu trên sân Gillette. Điều lạ lùng ở đây là khán giả nước Mỹ vẫn ùn mua vé trước để chờ xem các trận có Miami thi đấu tại giải MLS dù chưa có một sự đảm bảo rằng Messi sẽ có mặt thi đấu hay không. Danh thủ người Argentina đã bỏ lỡ ít nhất là 3 trận đấu gần đây của Miami vì chấn thương. Ông Tata Martino chỉ hy vọng là anh trở lại thi đấu từ hai lượt trận tứ kết giải CONCACAF Champions Cup ngày 4 tháng 4 và ngày 11 tháng 4. Sau đó khoảng hơn 2 tuần, câu lạc bộ New England Revolution hy vọng Messi sẽ có mặt thi đấu, Daily Mail bày tỏ. MU ủ mưu đánh cắp Cole Palmer, cầu thủ nổi bật nhất của Chelsea mùa này. Màn đỏ đang hướng đến những thay đổi lớn trong mùa hè 2024 với Cole Palmer là một trong những mục tiêu được quan tâm. Jim Ratcliffe có tham vọng xây dựng đội ngũ trẻ trung cho Manchester United với nền tảng những cầu thủ người Anh. Football Insider tiết lộ tỷ phú giàu nhất nước Anh đang tìm cách để kéo Cole Palmer quay trở lại với thành phố Manchester chơi bóng. Cole Palmer là tài năng nổi bật lên trong màu áo của Manchester City và anh gia nhập Chelsea hồi đầu mùa giải. Mặc dù Chelsea gây thất vọng với phong độ thất thường, nhưng cá nhân Cole Palmer tạo được nhiều ấn tượng. Ngôi sao 21 tuổi người Anh dẫn đầu đội hình với 14 bàn thắng cùng 12 pha kiến tạo tính trên mọi mặt trận. Tại Premier League, Palmer có 11 pha lập công và thực hiện tổng cộng 9 đường chuyền thành bàn. Chính những màn trình diễn này mà Palmer được Chelsea đề nghị hợp đồng mới với các điều khoản quan trọng để giữ chân anh. Ước tính tăng gấp đôi mức lương 75.000 bảng một tuần hiện nay. Chelsea cùng với Manchester City đang bị Premier League điều tra về cân bằng tài chính sau Everton. Nottingham là đội thứ hai bị trừng phạt vì vấn đề này, trừ 4 điểm trên bảng xếp hạng thông qua bên thứ ba. Cho nên việc tăng lương cho Palmer không dễ thực hiện. Manchester United tận dụng yếu tố này để có thể đánh cắp một trong những tài năng người Anh được kỳ vọng là sẽ tỏa sáng tại Euro 2024.